người. Buổi tối ngày hôm nay thì Trúc mời mọi người ăn món bột chiên với Trúc nha. Trúc mới vừa chiên được đó mọi người. Đang thèm lắm. Đây. Cho mọi người coi thành quả của Trúc ha. Cái này giống như là trứng chiên bột chứ không phải là bột chiên trứng mọi người. Mình mua cái bột này online á, ở trong cái rất bán đồ ở trong phường của mình á, mình mua được cái này, xong mình về mình cắt miếng vuông vuông ra rồi mình chiên nó lên rồi mình bỏ trứng vào. Thì khi mà mua đó người ta tặng kèm cho mình là đu đủ bào sợi nè với lại nước tương. Thì bây giờ mình mời mọi người ăn với mình món này ha. Nói mà nước miếng nó chảy. Để Trúc để cái này xuống. Và hôm nay thì Trúc có chuối luộc nữa mọi người. Trúc đã cố tình Trúc lột vỏ nó ra để cho mọi người nhìn cho nó đẹp á, nhìn cho nó bắt mắt. Đây, xuất sắc chưa? Đã ha. Trời ơi cái món này Trúc ghiền lắm. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bột chiên ha mọi người. Chúc mọi người có bữa tối ngon miệng với gia đình ha. Những cái bữa ăn tối của Trúc thì rất là đơn giản mọi người. Đây mình sẽ bỏ vào đây đu đủ. Người ta cho đu đủ ít lắm mọi người. Mình mua cả 1 kg bột luôn á. Là làm 1 kg bột chắc làm ra được cả 5 cái dĩa như vậy á. Nhưng mà người ta cho có nhiêu đây đu đủ à, ít lắm. Đó. Mình bỏ vừa đủ ăn thôi. Mình bỏ vài cái lá rau răm nữa mọi người. Rau răm này vẫn là cái lá rau răm hôm trước mình ăn trứng lộn á. Là rau răm có màu chứ không có có mùi á. Rồi mình sẽ đổ nước tương lên ha. Nước tương này thì mình đã bầm vào đây 1 ít ớt mọi người. Trời ơi nó thèm má ơi. Mẹ mình cũng đang ăn ở trọng á. Ai cũng thích món này mọi người. Hồi đó mẹ mình đi bán về là mẹ mình hay mua cái này về cho mình ăn lắm. Mà từ cái lúc dịch tới giờ là 3 tháng hơn rồi đâu có được ăn. Mời mọi người nha. Chúc mọi người có bữa tối ngon miệng. Cùng ăn với mình nào. Cái nước tương này nó hơi lạc. Có nghĩa là mình phải chấm ngập ngụa một xíu đó. Cái bột chiên nó nổ dữ lắm mọi người. Nó văng tà le tà lưa. Cũng được. Nhưng mà nó không ngon giống như người ta bán mọi người. Chút nghĩ người ta bán người ta làm cái nước tương nó đậm hơn á. Còn cái này người ta nấu nước tương loãng quá. Biết vậy là mình tự nấu cái nước tương của mình luôn à. Nhưng mà ăn khá là ok bởi vì cái bột nó rất là giòn. Mọi người nghe chút nha, miếng bột giòn ha. Dạo này mà thèm mấy cái này là mọi người biết là lâu lắm không được ra đường rồi đó. Hồi đó thèm cái gì á, xách xe chạy vòng là có. Nói cái món này bán đầy. Giờ đâu có cơ hội nữa. Chiên cái này là 3 cái trứng gà mọi người. Đó mọi người nhìn nè, có cái miếng nó cháy vàng đã lắm, nó giòn. Cái bột của mọi người phải chịu khó chiên trên cái lửa nhỏ nhỏ riu riu nha. Chiên lâu thì nó mới giòn. Đừng có bỏ vào để lửa lớn quá cái nó vàng nhanh ở bên ngoài nhưng mà ở bên trong nó còn mềm á. Thì nó không có ăn không có đã. Mình á là mình còn phải đi mua cái bột này về mình chiên. Chứ còn mẹ của Minh Hùng là tự làm cái bột để chiên luôn. Chị hai của mình nó cũng xuyên làm món này món kia đó. Có khi bày cho Minh Hùng làm pizza nè, làm bánh làm đồ nhiều lắm. Tại vì á mẹ chồng của chị mình á biết nấu nhiều món ăn ngon á.
nên là chị mình về bển làm dâu chắc cũng học được nhiều thứ. Còn mình thì phải ráng học nhiều thứ để mai mốt có con dâu thì xong kiếm hợp bích với nó. Nói chuyện xa ơi là xa. Nó không quá ngon mọi người, chỉ là ăn được thôi, nhưng mà rất là đã thèm. Hôm nay là ăn mấy cái món đã thèm không đó. Để chút thử chút ăn kiểu này thôi. Cái đu đủ này á, thật ra là phải ngâm chua một xíu thì nó mới ngon. Còn cái này á, người ta bán combo cho mình á, nên người ta đâu có ngâm chua làm gì. Người ta chỉ bào sợi ra xong rồi người ta bỏ vô bịch cho mình thôi. Cái món này về hình thức thì đẹp nè mọi người. Nó có màu ha, màu vàng, màu xanh, màu nâu nâu của bột rồi màu đỏ của ớt. Có ai ăn bột chiên mà với nhiều loại topping khác nữa không? Trước thì trước giờ chỉ thấy người ta ăn vậy thôi à. Ok, tạm được. Bây giờ là xử tới em này. Đã ghê mọi người. Ý dạ. Mọi người biết không? Vì để cho cái mâm đồ ăn mà mọi người dễ nhìn thấy á, nên khi mà Trúc quay á, Trúc thường phải kê cái gì đó để cái mâm đồ ăn nó có cái độ nghiêng như thế này nè, thì mọi người nhìn mới rõ. Hôm nay fail quá, nó rớt ra rồi. Mời mọi người nha, mời mọi người ăn chuối luộc với mình. Mình ăn không hết mà mình lột vỏ thì chắc lát mình bị mẹ la. Mẹ luộc lên xong á, cái mình mới nói mẹ ơi, mẹ cho con mượn nải chuối con quay nha. Quay thường á là ở nhà cũng có cái thói quen á là làm được cái món ăn gì á là kêu mình á là đem lên quay đi rồi lát ăn sau. Tại vì lúc đồ ăn nó còn mới, nó đẹp mà nó nhiều nữa mọi người, mình bày lên thì nhìn nó đầy đặn. Ngon quá. Mà để ý nha, cái trái chuối nào á mà mọi người luộc á mà nó nứt ra, trời, cái trái chuối đó nó ngon kinh khủng khiếp. Mình sẽ lột trong đây luôn. Chuối mà ăn kiểu này dễ bị ăn đòn đó mọi người. Nha, nó kêu quá. Màu đẹp. Thiên nhiên đúng là thú vị. Trước giờ mình cứ nghĩ là chuối là chỉ chín rồi ăn thôi, đâu có nghĩ là luộc lên vậy. Mà luộc lên nó có cái màu đẹp ấy là đẹp. Lát
lát á mà mình bưng cái dĩa này vô á mà mình bị mẹ la, mình sẽ quay lại cho mọi người coi nha. Mà chắc mẹ không la đâu. Mẹ giờ hỏi ăn gì kỳ vậy? Tại vì á, cái nải chuối này á, lát đem vô nhà là 5 phút sau là hết. Thường á là mình quay rồi ha. Nhưng mà mình đi vô trong nhà lạng lát á, lạng qua bóc một trái, lạng lại bóc một trái, mọi người có vậy không? Hôm bữa mình có nói mẹ là rửa cho mình một ít trái để mà mình làm chuối xào dừa. Nhưng chắc mẹ quên á. Mình cũng muốn thử làm món đó. Hôm bữa có bạn nào gợi ý cho mình rồi đó. Mình sẽ thử. Bữa tối đơn giản của mình xong rồi mọi người. Ăn một cái món ăn nó không có cái gì là lạ lùng với mọi người đâu. Nhưng mà không biết sao nó có một cái sự hấp dẫn đối với Trúc. Có lẽ vì mình đang đói. Và cũng có lẽ là vì mình là cái người dễ ăn đó mọi người. Nên là bất cứ đồ ăn nào chỉ là cần mình thích thôi là mình cảm thấy ăn rất là ngon miệng. Và mình cũng mong rằng mọi người có cái điều đó ha. Cho dù là ăn món ăn gì thì mọi người cũng sẽ luôn cảm thấy ngon miệng, để mọi người có thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất từ cái món ăn đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người sức khỏe. Chào và hẹn gặp lại.